Cho dù bạn có phải là một người làm video trên YouTube hay không, hay bạn chỉ đơn giản là một người đang xem YouTube, thì các bạn vẫn phải thừa nhận với mình YouTube trong vòng 2-3 năm trở lại đây rất là nát và nó như là một bãi rác công cộng vậy. Mình xin lỗi vì cái video này mình làm trong cái điều kiện là khi nhà hàng xóm của mình nó đang dùng máy cắt để cắt và âm thanh ở đây nó sẽ rất là ồn và các bạn sẽ có thể hơi khó chịu một chút khi mà nghe những cái âm thanh đấy nó lọt vào video. Nhưng không sao, quan trọng là nội dung mình muốn truyền tải trong video này. Thừa nhận là YouTube mấy năm nay chúng ta chỉ có những cái gì? Thử thách 24 giờ, đồ ăn siêu cay, đồ ăn siêu to khổng lồ, người già tập làm YouTube, người kêu nghèo trên YouTube để xin view, người làm những trò ngu để bú cu vì view. Và tất cả những thứ đấy đã tạo cho cái nền YouTube của Việt Nam rất là nát. Và việc đấy khiến cho tiền YouTube của Việt Nam càng ngày càng ít đi và các nhà quảng cáo không muốn đổ quảng cáo vào YouTube nữa. Sẽ có nhiều bạn vào đây phản bác mình với ý kiến kệ mẹ người ta làm cái lìn gì có ảnh hưởng đến ông đâu. Sao lại không ảnh hưởng nhỉ? Mà không chỉ ảnh hưởng đến mình đâu mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều đối tượng người xem ở trên YouTube này. Nhất là các bạn nhỏ. Thực ra thì những cái kênh đấy đến 90% là các bạn nhỏ, rất ít tuổi đang xem. Còn những bạn lớn hơn một tí rồi mình nghĩ các bạn đang xem kênh của mình, hoặc là những cái kênh mà mình sắp liệt kê sau đây. Có thể nói năm 2019 này là một năm mà thế hệ vàng YouTube của chúng ta đã bắt đầu lộ diện. Với sự xuất hiện của bác sĩ Linh hoặc là không. Và những cái kênh mà mình nhắc đến sau đây là một vài kênh mình thấy rất ok, rất nổi trội và rất có tiềm năng trong tương lai để chúng ta có thể xây dựng lại một cái gọi là cộng đồng YouTuber Việt Nam, sử dụng đầu óc của mình và ý kiến của mình để làm video, để sáng tạo content, chứ không phải là mấy trò dạy các bạn sử dụng ám khí phi tiêu, ném 100 chiếc phi tiêu từ trên tầng 3 xuống và sau đó găm một miếng xốp. Mình không muốn nói về vấn đề này nữa bởi vì người ta lại bảo là mình bú phim. Việc đéo gì mình phải bú phim của những người đấy, bởi vì đối tượng xem kênh của những người đấy chỉ là những người không quan tâm nội dung là gì cả. Và những người đấy mà có biết đến mình á, cũng chả mang lại tác dụng gì. Hoặc là họ còn có thể là còn vào đây kéo bầy, kéo đàn vào đây chửi mình, sau đó là bảo vệ thần tượng một cách mù quáng giống như một vài comment mà mình có thể thấy được trên internet. Bây giờ mình sẽ không lòng vòng nữa mà sẽ đi thẳng vào một YouTuber đầu tiên, đó là ACN. Hay là một số bạn bảo với mình bạn này tên là Cường Nguyễn. Và đây là kênh của bạn Cường Nguyễn với một cái avatar hình anime. Và như đó mình giải thích trong cái clip Weibo của đấy, không phải bất kỳ ai để avatar anime đều là Weibo. Bởi vì nếu vậy thì chính mình ở đây sẽ là một thằng Weibo chúa. Ngoài avatar anime ra thì chúng ta có một cái ảnh bìa. Shish. Cái ảnh bìa chất lượng nó thật không tương xứng với content của kênh, bởi vì content kênh này rất hay. Bạn CN này chuyên môn làm những cái clip mà nói về những cái YouTuber rác rưởi ở trên YouTube. Và việc này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, nó sẽ giúp chúng ta có thể nhìn ra những cái mặt trái, mặt xấu của YouTube Việt Nam. Mặc dù lượt view của anh bạn này cũng không phải là quá cao như những cái YouTuber mình nói ở phía sau, nhưng đây là một kênh mà mình đánh giá cao sự dũng cảm của anh bạn này, cũng như cách truyền tải của ông ấy. Nói lắp ba lắp bắp, nhưng chúng ta không thể nào mà ngừng xem một giây được. Đây có thể là một cái duyên ngầm của anh bạn này, một cái khả năng đặc biệt, hay là anh ấy có stand giống như trong Jojo vậy. Nhìn cái lượng sắc của cậu này còn ít hơn sắc của mình, nhưng mà nhìn lượt view thật đáng ghen tị. Nhưng mà ok, bởi vì content của anh ấy hấp dẫn người xem hơn là content của mình. Ngoại trừ một số trường hợp một người chỉ nghĩ đến tiền YouTube và không quan tâm đến content là cái gì, nhưng mà họ đã được tự xưng là YouTuber số 1 Việt Nam với số sắc cực khủng. Và với cái lượng người theo dõi như vậy, thật buồn là anh ấy chưa bao giờ được mời đi sự kiện nào. Có ai giải thích cho mình được hiện tượng này không? Và ông Cường Nguyễn này thì chắc chắn là sẽ ít tuổi hơn mình rồi, có những suy nghĩ mình nghĩ là cũng rất giống nhiều người đang xem video của mình, rất bất mãn với những nội dung nhảm, nhưng lượt view lại cực kỳ cao. Và không thể phủ định rằng chúng ta, bất kỳ ai cũng sẽ có sự ghen tị khi chúng ta sử dụng cái này để làm video. Còn những người khác, người ta dùng cái này nhưng lượt view lại nhiều hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên thì mình tiên đoán, và mình sẽ dự đoán là tương lai cái kênh CN này của bạn ấy, ACN này, sẽ trở thành một kênh hot và ông bạn này có khả năng sẽ trở thành một YouTuber, một vlogger mới, mở ra một cái kỷ nguyên mới cho YouTube Việt Nam. Và để mà so sánh với một nhân vật trong quá khứ thì mình vẫn chưa thể tìm được một nhân vật nào mà nó có cái nét tương đồng như anh bạn này. Có thể so sánh ông ấy với JV đi, bởi vì JV cũng hay nói về những vấn đề của cuộc sống, còn anh bạn này thì lại nói về những vấn đề YouTube. Nó cũng có khá nhiều sự liên quan đến nhau. Và cái mục đích chính của những người làm YouTube, làm content như vậy, chỉ muốn cho giới trẻ tốt hơn và muốn cho mọi người tiếp thu những nội dung tốt hơn, cũng chính là cái thứ mà mình muốn khi mà mình làm mỗi video. Nhưng không, nhiều người chỉ nghĩ là mình muốn bú phim. Các bạn nghĩ thế á? Mình tặng cho các bạn một câu luôn: tôi phim to vãi lộn.
Và YouTuber số 2 mà mình muốn nói đến ở đây đó chính là Chi Nguyễn. Đây là một người làm về daily vlog rất hay. Và trong quá khứ thì chúng ta không có nhiều YouTuber làm daily vlog mà có cái sự gọi là thu hút đối với người xem, bởi vì người ta chỉ thích xem vlog nêu quan điểm hơn là xem daily vlog. Nhưng cái cách mà anh Chi Nguyễn này edit cũng như là truyền tải thông điệp qua video thì thực sự rất là hay. Và anh Chi Nguyễn này có một đặc điểm là ông ấy hình như là không quan tâm gì đến vấn đề YouTube ở Việt Nam. Đây là một cái hay, bởi vì ông ấy cứ đi và ông ấy không quan tâm đến xung quanh người ta làm cái gì. Ông ấy làm YouTube chỉ vì ông ấy thích. Và đây cũng là một người làm YouTube về đam mê. Được sắp này tương đối khủng so với một người làm content chất lượng như thế. Và mình cũng khá là thích anh Chi Nguyễn này. Nếu mà để xếp vị trí số 1 thì chắc là mình phải để anh Chi Nguyễn lên đầu tiên. Nhưng cái cậu bạn CN này thì ít tuổi hơn nên là mình vẫn đánh giá cao sự sáng tạo, sự liều lĩnh, sự dũng cảm của anh ấy khi dám đứng lên đối mặt với một YouTuber số 1 Việt Nam có đến hơn 8 triệu fan và sẵn sàng hứng chịu gạch đá từ những thằng chồng. Và mình cũng rất là mong một ngày đó anh Chi Nguyễn về Việt Nam và chúng ta có thể làm những video cùng với nhau. Không biết là anh Chi có xem cái clip này của em không nhỉ? Và chắc anh Chi cũng sẽ nghĩ mình là một thằng sầm lồ thích bú phên. Nhưng mà không sao cả, đây là một tín hiệu vui khi mà những YouTuber Việt Nam càng ngày càng chú trọng vào content hơn. Không phải những YouTuber cũ mà là những YouTuber mới sau này, những người có đầu óc, có học vấn và có kiến thức nhất định về một vấn đề gì đấy trong xã hội, cũng có những quan điểm đúng đắn. Chứ không phải là làm một cái video chẳng có chính kiến gì cả, sau đấy làm mấy trò ngớ ngẩn up lên chỉ mong được câu được vài view từ những bạn nhỏ. Trong khi những người làm video có content đàng hoàng, có đầu óc thì chúng ta lại không xem. Và YouTuber tiếp theo mà mình muốn nhắc đến trong cái thế hệ vàng này đó chính là Sàm L. Hồi trước là tên là Sàm L nhưng bây giờ đổi thành The Reviewer rồi. Và đây lại là một kênh cũng khá giống như là cái kênh của bạn CN, cũng nói về những vấn đề trên YouTube. Nhưng anh bạn này lại review theo hơi hướng là không bao giờ lộ mặt mà chỉ sử dụng đầu của mình để viết ra content, sau đó tổng hợp lại những hình ảnh và truyền tải câu chuyện theo cách riêng của mình. Nếu mà để so sánh với một YouTuber trong quá khứ thì mình khá thấy giống là Doodle Dude. Khi mà anh bạn Doodle Dude này của chúng ta ngày xưa là sử dụng hình vẽ để có thể truyền tải những thông điệp trên video. Và đây là một kênh có sự sáng tạo rất cao. Lượt sắp của kênh này thì chưa nhiều bằng kênh Chi Nguyễn, nhưng đây là một kênh có cái nội dung rất đáng để xem. Và kỷ nguyên của YouTuber thế hệ vàng này mình nghĩ là đang bắt đầu, đang dần dần thay đổi để có cái nhìn tốt hơn từ người xem. Có nhiều người nghĩ bọn họ chỉ đang bú phêm, có nhiều người nghĩ bọn họ chỉ đang ghen tị. Nhưng không, bọn họ là những người có đầu óc và có suy nghĩ. Việc nói lên suy nghĩ của mình trên mỗi video chả có gì ở sai cả. Tôi không thích vấn đề này, tôi có thể nói về vấn đề đấy. Tôi ghét thằng Lin này, tôi có thể lên đây chửi nó. Tuy nhiên không phải là theo cái quan điểm công kích cá nhân, mà chúng ta luôn có luận điểm luận cứ rõ ràng để chúng ta có thể chửi nó mà làm sao fan của nó không thể bật lại chúng ta được. Hoặc là những người fan thông minh họ có thể tỉnh ngộ ra và không xem nó nữa. Và điều mình mong muốn nhất là sau khi cái thế hệ này phát triển sẽ có nhiều YouTuber hơn. Chắc chắn là sẽ có nhiều YouTuber đang đi theo cái hướng làm chú trọng vào content, chú trọng về cái suy nghĩ đứng đắn hơn là những cái YouTuber bây giờ vẫn đang cố gắng theo kiểu làm mấy cái vlog, lạm dụng từ vlog rồi làm những video vớ vẩn. Và những cái YouTuber mà theo kiểu làm theo kiểu vlog mà bị ảnh hưởng bởi những cái phong trào rác kia ấy, những comment của họ trên các video hầu hết là sắp chéo, sắp chéo, sắp chéo, sắp chéo, vào đây ủng hộ mình, vào đây xem video của mình, vào đây giúp mình. Oh shit, nếu bạn làm nội dung như cặc vậy thì có ai xem video của bạn không? Thực ra là mình nghĩ không ai muốn xem cặc cả. Và điều mình mong muốn nhất sẽ có một ngày nào đó những YouTuber làm content sẽ hợp tác với nhau, sẽ ra nhiều sản phẩm hơn, có thể cùng nhau kéo nhau lên, cùng nhau hợp tác với nhau, cùng nhau chống lại cái sự thống trị của những cái phong trào nhảm lìn ở trên YouTube, có thể xây dựng được cái YouTube của Việt Nam nó sạch sẽ hơn, nó đẹp hơn và nó có đầu óc hơn. Điều đấy là điều mà mình mong muốn nhất. Và có thể một ngày nào đó cái lượt view của Việt Nam mình sẽ có giá trị tương đương với những nước đã phát triển. Chỉ so sánh trong khu vực châu Á thôi, nếu view của chúng ta tiền được tính bằng như view của Hàn Quốc hay là view của Singapore thì có thể là ổn hơn rất là nhiều. Nhưng với điều kiện các bạn phải xem view của những người làm content đàng hoàng. Trời ơi, để thay đổi suy nghĩ của những người đang xem video là điều không thể. Mình chỉ muốn chia sẻ các bạn biết những kênh hay
mà chúng ta nên xem thôi. Tất nhiên là cái lượt xem của mình cũng không thể nào mà kéo cho các bạn xem được những cái video kia nhiều hơn. Địt mẹ công nông đi, ồn thế nhỉ. Thực ra là mình cũng chỉ muốn chia sẻ các bạn những cái kênh YouTube hay mà mình cảm thấy là chúng ta đáng xem, thay vì chúng ta ngồi đây xem thử thách 24 giờ hay là xem những thể loại video không có đầu óc, rất phí thời gian. Ít ra cái việc các bạn dành ra mười mấy phút để xem mình ngồi nói cái video này, mình cảm thấy nó không phí thời gian như là việc các bạn xem người ta phá hủy két sắt bằng coca hay là hướng dẫn sử dụng ám khí để làm ninja phóng từ tầng 3 xuống. Và nếu những bạn vlogger, youtuber mình nhắc đến hay những bạn đang làm YouTube theo phương hướng mà chú trọng vào content đang xem được clip này, thì mình hy vọng sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể ngồi lại với nhau làm những video cùng nhau, sáng tạo nội dung cùng nhau và có thể giúp nhau cải thiện tốt hơn, thay vì chúng ta đơn phương độc mã chiến đấu với youtuber. Điều đấy rất nguy hiểm và chỉ một mình thì chúng ta không thể chống lại được. Và những bạn người xem đang xem video của mình, nếu các bạn nghĩ mình bú phêm, tôi phêm to vãi lồn, thì đấy là câu trả lời. Mình không việc gì phải bú phêm cả. Oh shit, mình làm video để mình nói những cái mình thích cơ mà. Sợ gì ai, ngại gì người nào. Oh.